បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដេលីបាទនៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសេចក្ដីជាតិអ្នកប្រឹក្សាយោបល់អ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្ដីអំពីស្ថានភាពប្រឈមនៃគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាសប្ដាហ៍នេះប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្
chiếc xua bạn bà sắp bài chế tế lục sợ chết bạn này sắp bài bạn bà dương khăn chụp kênh dù khai là nà hỏi bà lục sợ chết xôm dạng nà cái đó xôm lục miền bà xã hỏi riêng lưu lưu tích hai bài đứa chết mình sang lưu lục sợ chết bạn lúc xây dựng chiết dân đang sắp hai tháp ai tam ra bạc ca ra bạc xung hợp tế bạn này đang thả khả nạ bạc này dụ bài để cầm bạc chiếm mật tích chiếng sai sắp khả nạ bạc tế đã bạn trong bệnh chí chỉ phá ca mà tại khả nạ bạc đầy thuốc sắp cầm bạc phim để dụ bài tới khi mưa khuyên tháng miền tích tuyết tại bạc nó nếu không trong năm khả nạ bạc đầy thuốc sắp cầm bạc phim để dụ bài có miền khả nạ bạc đại bán thuốc sắp cầm bạc phim tại anh nâng cả nạp bạc đại bán thuốc ca trong sản phẩm là phép đặc biệt khi này là đại khả năng nút cả nạp bạc khá bán trong sản phẩm là phép chứ mỗi nơi cả nạp bạc khá rõ thả bị bạc đôi khi này đâm bây có sang cầm lăng là dấu bái xâm rạp khuất bạc cháy nơi khả nông ca bạc chá nót khả mục bản tay cả nạp bạc tăng nút sắt tay thật nơi khả nông ca cầm bây cầm hai cổ phêl chúc vinh nơi ca thuốc sản phẩm là dấu bái rồi bạc luôn khả nạp ca chấp khuôn sản phẩm cho dấu bái nâng ca bạc đăng bắt đầu một trái bạc khá rõ thả bị bạc tăng nít lúc xây dựng chiết ta các nhà bạn nhiều bài cài đặt tháp bìa khung sọc sập thay ní bàn thờ cây cà sập bồ rót khmer nâng bờ tây chiết chiết đông cầm quân ở với khla hơi cào ông bà rập bát nhiều bài đặt tầng tay đội pel bạch bản ní bà sông chơi bà sông group lên chụp được số đào bọc ôn chụp được chiết để cùng tạm đàn cam thì ai nhớ thóc này Cambodia Daily này khung Eritrea này hay có sông Okun sập bạc Cambodia Daily để bàn đó các sản phẩm trong nền nông ca chế chế đẹp con chỉ mới đang tham kiếp các bạn dù bái nơi nông ở bất tích cảm chia nền bên bài chấp bản nhưng cục nghĩa cứ sắp xong tại bàn đăng chấp bài thà tất tập hiệp rồi có tham kiếp các bạn dù bái nơi nông bất tích cảm chia nền bên bài chấp bản đi cứ hạ bê đôi chia mình miên sở nhà là mối đại phụ quát ai hạ nụ quát sẽ cam một cái bọc luôn so từ nàng rất thầm lớn có đôi chi chủ nguyên hàng ngày vay để biến chay này không lẽ hành thì cả là bao cả đại bạn địa điểm luôn đại thuật này cầu ở chỗ bập đây bị cả đại bạn dù bài này Campuchia phòng này hay ở dân đang hay tha than ở phía bên phía ban bị chôm can để khang lái khang lái hay bành hạ bị chôm phía trên cứ tệ tôn chủ nguyên hàng ca rất bật ông na bị cả đại bạn để miên ở địa phương khang cứ đại bạn chỉ chuẩn Campuchia đấy cứ ban riêng chấm nơi cua cá đang bay tụt cắt cá bự chế nhầm nát nam muối đại copy product đấy thì có copy cua cá này cá bọc nào bị chế hay riêng khơi thà tăng pi cái đạn bạc đọt thông muối đại dương qua thà chỉ cái đạn bạc của chiết thì có CNOP đấy tây ban ổn lê đòi tu la ca cầm pool nếp pe có lọ máu đấy nơi trong năm pi pon năm phần đấy chương khởi tham liên các phật đồ tất tập hiệp nội yoga bay nơi non Campuchia rồi hốt mà đào về bài chấp bản này đối với các phật đồ này việt mình ban thưa ai cái đại bản nội yoga bay được ngót thưa các một hiệp bình lĩnh so từ năng ở với để miền tây nơi non lệ khát đi các đại bản nội yoga bay của này khó có đôi chia mình ban xoay to từ năng ở với để chịu cô bẩm non này cà rịp chấm so từ năng cồn yoga bay để các đại bản nội mùi mùi được lành hay nơi về đại sản phẩm của công tài miên phim chỉ bộ chỉ bảo đến những bạn khơi tha sự cam một chun các bạn này vô bài có đôi chia sự cam chun sủng công dù một chun đại với cái ca xem xét để mình shop chuyển mui nên chắc không bị say rồi bỏ các bạn cả đồng nát cứ tay tay tua rồi này ca rất bất sự cam một phim group group phim đó hay còn miết nẹt lắm rồi hốt từ đó miên ca đặt toàn là cắm từ tam rót từ ba từ lá cá hay có miên cá khum khuôn chỉ một to hay từ nó sai từ anh ấy hạ bay đôi chia mình toàn miên phần lư na muối đại ai ở cụ quạt thắng đọt sai rồi có ai nơi cài khum bàn là lại tệ hay dựng đăng tiết ha bánh hạt từ anh ấy vì cá chén vì phiệp mình cái hai thà mình shop này thật cũng rất là vô bái rồi viên sự cam một chốn để quan trọng cầm là thịt chiết thập tay hay năng chiết bát để
quan trọ của nhiều bài bảo đảm tham gia trong các đơn vị bảo đảm các đơn này như bị bắt bắn này từ trên này thành lập hiệp nick cứ ban vòng bay trong các đơn vị nhiều bài dẫn đến các hà bờ dùng từ tam lát tập hợp này các chốt mua các đơn vị nhiều bài nơi không có thể cam chia đến miền đó từ chất hà sập các đơn vị nhiều bài không có thể các đơn vị nhiều bài từ ở nước bạn bay chạy tới chia bay này chia rất có bay trong này sầm khăn khăn tìm mối cứ trong sầm quan lập hiệp robot các đơn vị cần hôm nay để miền ca promote đóng các nạp bạn chú trai rồi hôm đó chất sam sắp các nạp bạn để bay bằng cái bàn chia crom rất xa thì cua nên phải đào chủ bó hay phục quát miền tour này ti nên miền phạ khai để tour bàn ti rập thật ba hay ai phơi sắc mặt hiếp bọc luôn đòi mình xây miền cà phê khai đối crom tỷ pì để chia crom sầm quan đặc hiếp để thật này cái rất thà bị bà hay dừng khởi hay như về quay quay đấy cứ dừng khởi miền sầm quan lập hiệp quay mùi tiết để bắt cái lái thì muốn miền buôn cái nạp hay là đấy cứ miền cái nạp Campuchia này giống bàn tới châu luôn để không sầm quan lập hiệp anakut chụp từng mục ý chân trên đài hay crom cái nạp bạn đấy có dừng bàn khởi đại thà bàn tròn sầm quan lập hiệp hay có từ tua bàn asana để không principia chủng luôn bấy asana đài đối với này dưỡng có khơi thả biển biên ở sổng lấy tui muối nơi khăn ông nị tệ và nhắc đại sân nơi khăn ông xa bàn phần sử dụng đấy có bằng tay dưỡng một toàn khơi miên là tập hoa chỉ biển là muối cách lái ứng chánh tí sử mà chất phần sử dụng tại bầy rút nơi mau bì cái nạp bạc đại tăng luôn chỉ nè chia thập tay nơi lại thông tế hay bánh hà đi cứ cứ chỉ bàn hà bị cho muối đại kê mơ khơi thà cầm nẹp chia thập tay hà bây đôi chia mình toàn miền cầm lang cầm con nên không cao được quân chế chỉ muối nên cầm cái nẹp can làm lại để lấy hay có chỉ bàn hà muối đại dương mơ khơi thà cầm nẹp chia thập tay có mình toàn miền rút hiệp nam muối đại ai bị chia thập phụ quan nâng ai hiệp chom luôn ở khai tây trực cầm nẹp chia thập tay pin rút riêng đang bay tiêm một cuộc bị chế cao bao nhiêu nào nơi nông năm tỷ quan đập bắp bơ đang tỷ quan đập bắp bơ nơi lại thì hay dừng lại khởi miên ở crom các bạn dù bài mùi tiết cứ thật nơi chia crom các bạn ai kia mùi mùi đạch đạch đòi cụ quát mình toàn phơi ca sản phẩm chất hà tại châu luôn nơi trong sầm quan được hiếp rồi bao crom các bạn đại quan tro rập thà bị báo rồi co các bạn đại quan tro bị chia thập tay đại miên pram bạn có lo ngon nơi lại vì thế hay các bạn tôi chỉ cho anh xây tiết nên cứ nay chỉ chiếm ăn hoạt cô nhiều bài bọc luôn hay cho nên là chấm nách anh kia mua cái bàn tay sọc cam hiệp nữa cứ việc mình miên phần lư này muối để ai vừa ao miên cả đồng cua đồng cơ tại đó sầm quan là hiệp nay các bạn tập pin tề có bàn tay chúng vô tha tôi bây giờ này cả nói có crom các bạn tôi tập ở tháng cứ ai nên chơi chơi do sầm quan là hiệp muối nơi môn ca bao nhiêu pi quan mà thầy bay có vận tải sản phẩm pi quan mà thầy bấm bay cho mưa tới tháp phụ quát hai chia mình tới châu luôn cả lại nàng với phụ quát nơi miền cái hai thà một tất cả hiếp á một tất cả hiếp từ lơ cầm cuốn thạch cầm cuốn nâng ai để phải chơi cho cả sản nạn cầm bậc xa cùng sản cặp được nhé phụ quát nâng chia riêng para para học cả nàng có vận tải cho mưa chỉ mua nâng ca pin nứt mưa từ lơ anh ác quân nay trong các bạn vô bài được ở nách trong vô tha về mình miền sài nhà nam mối tha quốc quan đang tập tour ban asana trong một xã cùng sừng cát đây bờ sân chỉ quốc quan mình sầm lại chất để châu ruộng nơi khnông crom nơi các bạn vô bài nam mối rồi có sầm pon nơi các bạn vô bài nam mối nơi khnông cao bao nhiêu nào chỉ được trong một xã cùng sừng cát pon bậc thầy bậc này hay chụp ảnh đại dương khơi tha than đập hiệp các bạn vô bài cam được chia nên cứ dương sự kết khơi chụp được bảy đại nhóm mới khơi tha về chia bánh hà bị chôn thôn ngõ đó cứ tìm mối cứ tẹt tôn chụp mối nên ca cầm nót sật rồi bỏ sự cam được chốn rồi có nẹt đại quan tró lập hiệp chia thập tay pi sụp đại các bạn cam đồng nai hay đòi dương khơi nhất tha ca cầm nót đi cứ về miền lẽ cả nã tăng răng mạnh tén hay ca bổng bật sức thân hạ đất ngoan cho anh khua này cái nạc bạc trai rập thạp bị bao chiến xe cư ở tây tạ sở mái chất thân hạ đất ngoan cho anh khua này cái nạc bạc sống khua chết đài bàn đồng lý nâng cư chụp ảnh hà muối đài thuê phụ quát nâng bị bạc ngược lại mình tên hai có dương bàn khơi nơi tha nơi bê đài sạc ca bảo hiếp đi mình ai phương bán phương ai miên ca bạch bạc
cái hai thà cầm lắng nơi cái đặc bạc xung quanh chết bị môn này đòi miên đẹp phá từ nghiện từ quan trò rồi có bằng cách ai cái đặc bạc để chia đang cầm lại bọc luôn đấy từ cái đặc bạc lương tiền đấy ai ai bật to ca châu luôn cả cuộc chơi này chân nằm bị bòn mà pp hay từ tua ban asana from bậc xa khung sự cặp mà chủ luôn hay năng bật to từ mà pp của bên tay từ ban cắt đại với đòi đã tha mình miên support cộng đồng ai trầm trồ chấn chấn có bia mình tập tua ban nơi asana nơi non rock sập hết đôi giờ vậy để phụ qua ban cùng tục ai chẳng chờ đợi bị chia này cứ chia sự nhà mui để dương mới khơi thác ca bật sất sấy phết nơi non ca bắc quân bị chế tam giờ ca bắc non nơi chân pi bòn hoặc pi đồng hồ đại hay chúng ta tiếp cứ dương mơ tẹt tôn từ năng bánh hà sân mân này cứ đòi xa tay sầm lên nẹp chia thập tay mình miên cầm lăng rưng móm rồi có khăng khla nấy phía ban bồng ca ao miên rõ bằng ngôn hồ mình tên hay về đến có dương ban khơi đây thà tam lý dạ rõ bằng thì phía ban rìa rèn tại đó sở lấy phim được không ca bình chênh mật tê có đôi chia sở lấy phim xa bò đồng hiên công nè sao còn miền ai cười có đôi chia nè đại thưa ca nè không sủng cung gì vừa du lịch chôn đại thưa cái ca sủng cung mà chuẩn luôn nãy có tổ tua không này bọt chọn và càng muốn muốn đỏ hốt ở đó miền ca khung luôn đào chọn từ lơ vật thiên là bọt đôi chia bọt là mưa thế bọc co bị thang sơn na thưa ao miền hiệp nè chỉ bông chỉ bao nè không sủng cung hay nhu nhung ấy chẳng chỉ đá mà này đại cả ta thấy địa bàn bằng cái đội miền ca thì quân chụp khăng pi sầm nạ xã cùng chiến đường anh trại chiến chỉ bị xét cứ pi crom nè đại miền lần này cá srob rồi có căn này là thịt chiến thập tay chẳng chỉ đá nick cứ chia bánh hà thùng tp đại dương mơ khơi hà địa bàn cái này này không tận tập hiệp campuchia thì về bảy chục bản này hay trong cái cứ rương mùi đại sống khánh cứ bánh hà tùm nẹ tùm nông cà tùn rồi có tùm nẹ tùm nông ăn rãi chiếc ở viên Campuchia chứ mùi nâng bật tế đè căn lật thịp chiếc thập bật tay đối xa rạp ảm rết xa thịp ở rộp hay nâng bật tế mùi chân nguồn tiết hay dừng khơi nhất thà ca quam pia này sẽ đặt cách pi xa cùng ăn rãi chiếc cứ trai bán rất bật tăng là hốt ở đó miên ca đo EBA, GSP hay miên ca tùm lái ngôn phôn ấy mà chân nguồn chẳng hạn chẳng à bánh hà tạo thân cứ chia cho là có muối đại chủng rồi nhau ở Campuchia nâng nghĩa trên pi ca phương cách hạp đoàn bạc ca chủ muối nâng bạc tế lục sở đấy nghĩa từ căn bạc tế chân cho anh chứng môn hay hay Campuchia có sự không tha chân nâng video hay nâng bạc chủng nuôi xâm lạp ca phụ quát cổng rốn đòi mình phương ca đặt nơi lạc khám cho anh đôi bạc tế lục sở đấy chân chế đàn tại bánh hạ tạc có dưỡng đăng này thay tụ bây chìa sản phẩm thật chân phó bán chui Campuchia cho anh men của vận tải nghiệp bề bạch bản nên có duyên khơi thà chấn vì chùa bành hà bị bắt sẽ được cách bọc luôn tay hay vì bắt sẽ được cách bọc chấn nên là bề bạch bản nên có viên vừa ta qua từ đó sẽ được cách Campuchia đôi khi dương lực ưu tiên ho đôi chi nơi không cà phê quán lơ vì say cho nạn trộm nơi không khai phát sinh luôn tại cổ phong tại chùa kèn hay cổ phong tại rô vị thi đó say nghiệp bề bạch bản này đừng chế đại được nên sử dụng với bành hà tạo này cứ việc cách trên vì bánh hà chùm râu chùm ra này nóng bà con đi vô bài Campuchia hay cả ta tặng ổn hít việc bàn phương áo miên bánh hà ca ảnh hoạt sất sở lấy phiếp này nóng cả nạp bạn đi vô bài mùi mùi có đôi chia sở lấy phiếp này nóng ca phương sạc mập hiếp đối đa vây đa miên chay này nóng rọt thông nổi nắng vì miên bánh hà mình ảnh hoạt từ bàn đòi rồi luôn đối môn chân năm bì bòn đọc bằng bì chân chân đàn bà bạn ở con trăn lục sinh sự chiết lúc sinh sự chiết ta lúc cái thà cái ta ở với khách đại chỉ bảy hà bạch chôm xâm lấp cái nắp cái rau thà bị bác không cả thu sự cam ở phía bờ bắc luôn đôi lúc đang xâm lấp hơi thà sập thay nên nè nè dễ ít cục nè nè dễ ít cục đại ta ở cái nắp này vô bãi có bị chia bờ rót có sự cung sự vấn nâng miên sừng không giống mấy tư không cả bệnh trình như tiền sản nhập bao rất có cả thu sự cam ở phía bờ bắc phú quốc đẹp quan đang bảy hà chiết tập tây nâng cả cục sự thịnh lục ấy chỉ đạo nâng lục sinh sự chiết bà này cứ chỉ chủng loại sủng khánh này bảnh hà Campuchia này về bảy chục bản nhưng ban đang ngay thà bảnh hà bị chốn cứ bẹp con chủ muối nâng ca cầm rất sợi thiệp nội bài rồi bà nhận nội bài này Campuchia này cứ chỉ bảnh hà thôi mà bà
nếp bay cho bọn người xa tay nét nhu bay mình miên ở cả nên không cao bình chân mặt hiếp mình miên ở cả nên không cao thu cao một hiếp so với tên nâng ở bây để miên chạy nên không đọc hòm nổi nhất này hỏi chị bị xếp cứ crom cao một chút nâng thả được ngon này cả nạp bạc cài đọc hạ bị báo cứ quạt mình xây chìa miên hiếp cái hai thà sạc cắm mà mình xây miên hiếp sạc cắm thế đời xa tay p để cho tay mua là than thì có tay tam sạc cùng một đòn đấy cứ tay tình viên ca ca tam đán tam cung cung hiệp tập ở pi sầm nại nhà thô phần trăm này mua là than thì mua đi mua thành với chuyện này hay strong sạc cam chuẩn pi cái nạp cài đặt hạt bị bao đấy cứ bị bạn này không ca từ sạc cam một hiệp á đầm bay nè đầm bay từ ao bị chia bờ đất bán chỗ đằng ở pi sệt sợi hiệp pi bánh hà bị chôm xem xem hay nâng tầm nó sai để phục quạt ai để chui phục quạt để chẳng bán á nên cứ chỉ bánh hà bị chôm tìm người tìm pi dương mơ từ lớp bánh hà bị chôm tam rồi dạ ca đại than phim như bay nên không nông bắt tê còn dương cứ cầm chiến nâng mình miền phim nâng nô nâng cứ bị bùng co ở miền vị bật sẽ được cảnh hay nhập về bài cho bán gì khởi ngay tu bay chỉ cầm chiến từ tua bàn này ca đi chậm lại rồi co sẽ được cảnh vì miền ca cái này proman chia pram tới 6% trong năm 2023 nên cả đó có dương nơi khơi tha bệnh hà này cứ vì mình toàn xoay tọp tới những bệnh hà bị chôm này sẽ được cái bảo chữa bệnh chỉ biết dương khơi nhai cứ crom hôn là cho đã tro crom hôn tê cho crom hôn rốc xì mà chủ nguồn để phương ca này không có tình cảm với chuyện đó cứ hai bây đôi chìm mình miên sắc cả một hiếp hộp có hai nàng tựa bàn hợp hóa trong nó cho anh đôi chạy phim môn đề hay vừa ở bánh hà ní việc lại tới chia bánh hà bị chống tệ tôn chuyển mùi nâng ca đã tuần bảo phụ quạt hay tam thời gian lập tập hòa mình xoay to từ nâng ca trong bàn bảo phụ quạt đấy và thua phụ quạt đấy vì ba nâng không ca tầm nẹ tầm nông chuyển mùi nâng trong nẹ vi dục tuần ăn rạch chết đây để xa tay trong nẹ vi dục tuần ăn rạch chết trong đặt tuần vi dục mùi cầm chiếc của bần tế nè đại rốc xin ở Campuchia nó hạ bay đôi chia thẹn đáy nhưng phải biết là thẹn đáy miền này thay quạt đôi hạ bay đôi chia mình toàn ai bùng rừng luôn ở so tới năng đầy củ đại chia nè video còn lại chia để chọn lại phụ quạt phần tập bàn tề đôi chia hay vì tiêm tia ở menu tầng ở Pichana hay năng phơi cả bùng rừng này smart tập hiệp này hay năng thôn thiến chỉ sẽ cứ tệ tôn chỉ bôi nâng crom sờ lật thoa để tây cùng rừng chỉ ăn được hiệp vì bố hai đây bạn nhầm lơ tha crom sờ lật thoa có viêm miên chủng này được không nặng nội xa tại tệ tập hiệp nơi nông bình chỉ cam cam chia để pe bạch bón nông dạng pe bảo bán chất độc trong trong khâu như cứ miên cá bao prak chay để chỉ bật thiên bọt mùi khát đáy hay từ ao nẹt vì dục cần ăn lại chết nâng có viêm miên cá bị chà ná tha cho bệnh sinh chưa qua cho tới nông cả vật chỉ mới nâng nẹp vì dục cầm chiếc hay miên cả bao prà xong bây tại chun chiết anh có miên cả bao prà đấy tại phục quạt chỉ chun bò tết quạt ai đọc sai bánh hà nâng bàn đòi vị thí nà nâng bê đài phục quan đi tế rõt nâng cầm chiếc nâng mình toàn trời bàn xác cung ăn rạch chết thì có sần tu ăn rạch chết về tầm lấy với chỉ miên lo bà sai thở lại này vì chứ này việc cứ chia bánh hà bị chốn đại dương thời tại phía trên là đó nếu tại dương ai thưa ấy đồng bay đọc sai bản hà nắng đồng bay ở Campuchia đó ai từ tua ba này tụm nục chất vì xã cùng ăn rạch chết có đôi chiến đẹp ví dụ thông thông chân sẽ đàn hay bản hà bạn bạn ta nhung nhung sông bản hà bạn xong chị bạn xong chị bạn trong trang ở lớp bản hà bị chôm mũi tiệt đại ngôn thô nhiệt bề bản cho bọn nó cứ tẹt tôn chủ mùi đang bánh hà sinh một hay đang sợi phim xa bỏ đầm hiền đại bánh hà bay nó cứ sống khán đó là tìm mối cứ sợi phim hoàn nhận dụ bài thì phí bánh hà phải chôm hay sợi cách hay nâng sợi phim bỏ phải chưa bỏ hay nâng xa bỏ đầm hiền năng hay dân đã cái thái xa bỏ đầm hiền cứ chia xa bán mũi đại chia tẹt nghĩa sọc sai ông phí Campuchia từ lời chạm đại chiến thì chắc là bây giờ bỏ đầm hiền bất mình ai chạy mình ai bình chun trên từ sạc cùng ăn tại chết bán chẳng biết có riêng xe từ đó cả phương xe tây mà chết ở bờ còn nhẹ vì chỗ này hay chuyện khơi hay này không tự tập hiệp trong khảo ấy cứ miền ca chặt nhẹ cả xe đại quạt phương ca chia tùng rung ai kể đấy chứ nè đại mình miền sa pan
hay ấy nắng chẳng ở bia có chỉ bánh hà bị chôm mũi đây đại phu ơi xã cùng anh đại chiết hay dương tam đan bỏ miền đấy dương khơi thà cái sai anh đại chiết thông thông chỉ cho anh cứ bắt đầu từ lơ ca bồng bật sập sấy phía bọn nhà xa bỏ miền Campuchia đôi chỉ ca chặt luôn quay quay đang chẳng ấy đôi chỗ này ở việt phu ơi rút phía Campuchia đấy vì hạ bây đôi chia căn tài mình lo tới hay vì chia bánh hà để từ thuê cả đọc sai đòi cho từ lờ mua lật hàm mà chủ nuốt nát bờ sân như mà đọc sai thế có dương ai đừng chụp bánh hà đài hay chấm đừng chun tầm đọc sai cày pe để sùng nuốt phản bóng trong xua muôn hình bài mặc nhưng trong xua thay chết thà sập thay nấy lục đang sập hay thà ster tại group cana pa ta hoi mình khơi thua sự cam mà phiệp này dỗ bay chết đông cầm phun na môi tê sông bay tại tranh xa riêng bẹp quan pành hà prom đan bẹp quan pành hà clv bẹp quan pành hà thực đầy ấy nó có sát chân chừng ngụm chừng đại tao là kết tha bờ sân chơi cana pa này dỗ bay sập ngày ní bờ cana pa này dỗ bay hơi mình hiên này dây được chân này chẳng thật tha thật tao phụ quan non cái bờ pa này dỗ bay đâm bay ở bay tới bà lục xây dựng chuyện các bậc tư dương đăng hay thà bậc chi bậc cư chi mà chạm nai quạt quạt cư chi nét phu ca sạch chất tài cua chi đơn mê đặc ngon bạch na hay nét không thà nạp hiệp bạch ní dương khơi hay thà tê bạch bón xong bây tạc nhóm có trong mơ khơi thà cây bì mê đặc ngon chắc chắc để thuộc phu sạc mộc hiệp sạch sạm hay miên cùng lắng và hạp hay chú mùi nâng cận đạp bạc cà đồng nách cứ chia bánh hai mươi để dương mơ khơi thay vì miền tổ dạp hiệp khoa này không ca riêng trong sản phẩm phần dưới này có phần tay nghe bây giờ bán là cái nạp bạc tặng o hai bây đôi chia mình miền sẽ cao một hiệp đi cứ bà hai chị phụ quạt miền bị bạc riêng luôn được có việc bẹp con chỉ mùi nâng tất cả hiệp này cái nạp bạc dù bay đi mùi đi mùi hai chị bị xe chân khơi nhé cái nạp bạc dù bay thamay từ tại sân sông bạc cái lại cái đó có chụp bánh hai bạc chôm mình sẽ chọn đây hay sơ tại miền cả bạn đi du bay là mỗi ai từ cầm hiệp bình lên bàn tế bờ sân chỉ phụ quạt miền khu đi du bay mình shop đi cột phơ ao rèn xe tạt đó cà phê space mà chợ bạc nạp bạc năm nay đi về bạc chợ bán để chẳng á đi chơi này hay lutra na tại cái nạp bạc đi du bay tôi đi cột cái nạp bạc đi du bay cái đó thà bị ba tạt đó thế bị chà na đòi xoay lâu tầm nóc sai hay tầm nóc sai để trong chọn lựa đấy cứ trong cho vào chỉ muối đấy cứ trong chọn lựa cho cả bay chuẩn nói đầm bay chay đầm lấy đầm bay ao group phía kia bẹ con là có chiếm sách cứ nẹt để thôi ca nên không cần bạn cài đặt tháp bị bán đấy do tay bị chà rồi na hình men chỉ ca thái thử đặt phơi đấy tay do bị chà rồi na ta dương chọn phơi ao lập thêm chia thập tay nên cầm một chia nấy chọc kèn nên tập đất được có dương chọn phơi ao viêm miên hip hop hall hay nâng miên ca online ca quan tro pi bị chia phần đặt thành tiền hay bờ sân chia mình thưa sạc một hiệp mình phơi ao bị chia phần đặt mới khởi tế chẳng tầm nó sai bỏ phụ quát chúng chưa chạy tham mình ai sada là thịt chia thập tay nên cầm chia bàn thì hay chúng đăng tha cầm chun cái nạp bạn dùng bay thằng ó cứ tây ban group crong cái đứa có khứa ca tam tám nó ra sẽ cầm một hiệp bỏ phụ quát tẹt tôn chỉ mới nâng bánh hạt xe nơi tam sạc côn đòi ở nhà thô nơi mua được than nữa chẳng quát bằng cao ca clom mơ hay nâng ca chụp chum nãy giờ mà dạng những đăng ngay thà bờ sân chia ca chụp chung na đây mình chung tầm năng tay ở nhà thô ở ban chỉ bán lo ở ban đăng tế cứ sắp sân tay chỉ bánh hà phải chôm thà chỉ crom nè để phơ bị thang sân đi có phơ say mui để con phong đua đồng lộc đập thành ba lấy chân sẽ đá mất này vì chỗ này hay nè dù bái cua tay bị chà na hãy chung tầm năng hãy đừng tiếp chom vẽ và đọc và đa rồi có chụp chung chỉ mui đang cầm chôn đầm bay bình chul cũng qua đảo chul âm pi lát tập hiệp rồi còn là tập hóa nơi trong ca châu ruộng thuê sức mập hiếp nơi trong xã công tạm bài bị chuyển thập tay này hãy từ bị chà rồi ná nơi trong ca bộ cây bộ quan hủ dô bài bị chuyển thập tay tây trong bọc nạng bạc xôn công pra tuần tì muối đại hai thạc luôn chỉ đẹp không tới là thuê chỉ mê hay bệnh nhân ca bộ quân bị chên tam tùm rung này là thêm chuyện thập tay tì non để vừa ao bị chia bờ đoạn mưa khơi thà nẹt để miên sản phẩm hiệp bật nâng tay tì chỉ nẹt đực nòm ấy chẳng chẳng nơi để miên mà nô để miên sản phẩm hiệp
bất bộc cát kết phơi cá bạc quân trên tam giáp tây nông nông chấm chưa chặt hai phụ quan đằng ai rồi bị thi đồng bay bình triệt là thêm chưa thập tái tới căn chưa bỏ nơi thạnh cầu chiết hai có ai đằng miền ca chui chung trên pi crom du bị chôn có đôi chia nẹn nhiều bài để quạt miền nơi ca thì có sản lãnh là thêm chưa thập tái được nè hay có miền ca tẹt tiên này từ lơ ca quan pia ផ្នែកឧបត្ថម្ភសម្ភារៈឬក៏របស់របរដើម្បីអាចឲ្យក្រុមអ្នកវិជាធិបតេយ្យនេះអាចអនុវត្តកិច្ចការរបស់ខ្លួននៅផ្នែកក្រោមជាតិដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមរបស់ក្រុមអ្នកវិជាធិបតេយ្យដូចគ្នាដែរបើសិនជាមិនធ្វើនៅក្នុងទម្រង់នេះទេខ្ញុំជឿជាក់ថាការដែលធ្វើឲ្យវិជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានការរីកធំធាត់ជាងមុនហ្នឹងគឺមិនអាចទៅរួចទេអាហ្នឹងគឺជាដំណោះស្រាយទីមួយដែលខ្ញុំយល់ថាពួកគាត់ត្រូវតែធ្វើដោយ ប្រកាន់នៅឬក៏បង្កើតនៅគោលការណ៍រួមមួយគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទីក្នុងដោយធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលចង់បានតួនាទីធំនៅក្នុងគណៈបកហើយចង់ដឹកនាំអ្នកដតីនៅក្នុងក្រមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺត្រូវតែអនុវត្តគោលនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទីក្នុងប្រកួតប្រជែងដោយឈរទៅលើគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវហើយមានការអ្នកដាក់ចេញជាយុទ្ធសាស្ត្រតែម្ដងទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបាន ហើយចំណុចទី2គឺគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មិនថារដ្ឋាភិបាលក្រណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋឬយុវជននេះគឺត្រូវចូលរួមជួយគ្នានៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយមានតែប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់អំណាចទេទើបអាចបំរែតម្រង់អ្នកនយោបាយហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយ គោរពនៅទួនាទីរបស់ខ្លួនដោយអ្វីដែលមានចៃនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាក្នុងគោលគេហៅថាគោលការណ៍ដែលមានចៃនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈនៃគណៈបកបស់ខ្លួនដែលតាំងចិត្តថាធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមរបស់សង្គមហើយនិងប្រទេសជាតិទាំងហើយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែពិចារណាឈរទៅលើគោលការណ៍ផលប្រយោជន៍រួមរបស់សង្គមក្នុងនាមខ្មែរតែមួយដូចគ្នាទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានហើយបើសិនជាយើង អាចបង្រួបបង្រួមបានយើងនឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមនៅកម្ពុជានឹងអាចមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងការប្រែប្រួលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយហើយនិងសង្គមនេះហើយគឺជាបរិបទមួយដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឆ្លងផុតពីភាពក្រីក្រក៏ដូចជាអាចដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលឬក៏បញ្ហាជាប់គាំងទាំងអស់ដែលកំពុងតែមាននឹងដូច្នេះយើងត្រូវការ រួមគ្នាដោយប្រើប្រាស់ក្នុងនាមជាសម្លេងអ្នកជាធិបតីដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាខ្នងឬក៏ជាគេហៅថាជាគ្រឹះនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់យើងដែលក្នុងនាមជាម្ចាស់អំណាចមួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងយើងហ្នឹងហើយនឹងចុងក្រោយគឺត្រូវនាំគ្នាជំរុញហើយនឹងលើកយកបញ្ហាទាំងអស់មកជជែក ជាសាធារណៈដូចជាក្នុងករណីថ្មីៗនេះយើងឃើញថានៅពេលដែលមានការជជែកពេញញែកទៅលើបញ្ហា CLV DTA នៅតំបន់ភូមិភាគឥសានអីចឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំហៀនក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងមិនប្រកាសថាវានឹងអាចដូចអ្វីដែលការគិតការចង់បានផលប្រជាប្រដ្ឋទេបើសិនជាប្រជាប្រដ្ឋមិនយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមិនតាមដានបញ្ហាហ្នឹងឲ្យបាន ជាប់លាប់ហើយនឹងស៊ីជម្រៅបន្ថែមដូច្នេះការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យធ្វើការនៅជាមួយនឹងទិដ្ឋភាពទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសផងយើងមិនថាទិដ្ឋភាពនោះជាទិដ្ឋភាពបែបណាទេគឺត្រូវតែធ្វើការរីកានៅព័ត៌មានពិតទៅដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទើប មនុស្សទាំងអស់មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តហើយគួរតែសម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចដើម្បីប្រែក្លាយស្ថានភាពឬក៏បញ្ហាប្រឈមទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យក្លាយទៅជាឱកាសដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាអាចឆ្លងផុតហើយអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ស្មើស្មើគ្នាទៅតាមកម្រិតហើយនិងលទ្ធភាពនៃតួអង្គនីមួយៗដែលជាអ្នកសម្រេចចិត្តដើម្បីកែប្រែឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពសង្គមផងយើង ដូច្នេះដំណោះស្រាយទាំងបីចំណុចនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាវាអាចជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពឬក៏ស្ថិរភាពនៃប្រព័ន្ធនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយនិងសន្តិសុខនៅកម្ពុជានឹងអាចមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញហើយក៏អាចងាកទៅមានការបង្រួបបង្រួមនិងផ្សះផ្សានយោបាយជាតិដែរបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋដើរតួធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលឲ្យ
នយោបាយកម្ពុជាត្រូវតែឈរទៅលើគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិទាំងបាទបាទអរគុណច្រើនលោកសិស្សជាតិកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលានេះគណៈបកកម្ពុជានិយមបានចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធភាពឈ្មោះទៅអនាគតដើម្បីបង្រួបបង្រួមកម្លាំងនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2027និង2028ខាងមុខនេះតើសកម្មភាពនយោបាយដោយឯកឯងឬនឹងការធ្វើសកម្មភាពដោយច្បាច់បញ្ចូលគ្នាដូចជាការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពឈ្មោះទៅអនាគតបែបនេះវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិកម្រិតណាដែរទៅបាទលោកសិស្សជាតិបើសិនជាយើងនិយាយពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិរបស់ក្រមសម្ព័ន្ធភាពអនាគតឈ្មោះទៅមុខរបស់អ្នកជាតិបតីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាការបង្រួមបង្រួមគ្នាគឺជារឿងល្អបាទនេះវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនសម្រាប់អ្នកជាតិបតីក៏ប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំសង្កេតមើលអំពីផ្នត់គំនិតរបស់អ្នកជាតិបតីហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកនយោបាយដែលស្ថិតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធអ្នកជាតិបតីហ្នឹងថាបីដូចជាមានភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាច្រើនទេទោះបីជាបង្ហាញថាពួកគាត់បានបង្រួបបង្រួមគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានឃើញគាត់បង្ហាញអំពីគោលការណ៍នៃការចងសម្ព័ន្ធភាពនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់ក្រមសម្ព័ន្ធភាពអ្នកនយោបាយជាតិថ្មីនេះมันបានថាពួកគាត់នឹងប្រកាន់នៅគោលជំហរនយោបាយបែបណាទេហើយគាត់ប្រើប្រាស់គោលនយោបាយអីនៅក្នុងការបង្រួបបង្រួមនិងផ្សះផ្សាក្រមអ្នកជាតិថ្មីនឹងដូចខ្ញុំបានលើកថាពួកគាត់គួរតែមានការបញ្ជាក់ថាពួកគាត់នឹងធ្វើឲ្យមានគេហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងណាហើយនេះបានខ្ញុំលើកយកបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងមកនិយាយនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងដោយសារតែបទពិសោធន៍យើងមើលឃើញថានាពេលអតីតកាលហ្នឹងគឺមានតែគណៈបកពីរឯងគឺគណៈបកនឹងទៀតហើយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលមានក្រុមតែពីរបកឯងគឺគាត់មកគាត់បែងចែកក្រុមសិទ្ធិមនុស្សដែលមានលោកកឹមសុខាជាប្រធានបកហ្នឹងគឺគាត់ទទួលតួនាទីខមមិនក៏ប៉ុន្តែតួនាទីដែលគាត់ទទួលបានហ្នឹងបើសិនជាគណៈបកនឹងឆ្នះឆ្នោតគាត់នឹងទៅកាន់ជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងអង្គនីតិបញ្ញត្តិហើយគណៈបកដឹងទៀនដែលមានលោកសំរងស៊ីជាប្រធានហ្នឹងគឺនឹងធ្វើជាមេដឹកនាំនៅក្នុងអង្គនីតិប្រតិបត្តិកាលហ្នឹងគឺវាមានការបែងចែកបែបហ្នឹងគឺវាមានភាពច្បាស់លាស់ដោយសារវាមិនមានគណៈបកច្រើននៅពេលហ្នឹងណាហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានដល់5គណៈបកអញ្ចឹងជាទូទៅបើសិនជាបង្កើតគណៈអចិន្ត្រៃយ៍មួយឬក៏បង្កើតលេខាធិការដ្ឋានមួយក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង5ហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាមេដឹកនាំមួយមួយហ្នឹងគឺសិតតែអាចសម្លឹងមើលតួនាទីធំនៅខាងក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលបច្ចុប្បន្នបើសិនជាយើងមើលថាបើគាត់មានលេខាធិការដ្ឋានឬក៏គាត់រៀបចំស្អីមួយដើម្បីដឹកនាំសម្ព័ន្ធភាពហ្នឹងច្បាស់ជាមានអ្នកអន់ចិត្តហើយអ្នកអន់ចិត្តនឹងអាចនឹងចាក់ចេញពីសម្ព័ន្ធភាពហ្នឹងបើសិនជាគាត់មិនទទួលបានតួនាទីធំណាមួយនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពហ្នឹងដូច្នេះគាត់ចាត់ទុកថាខ្លួនគាត់គួរតែដើរចេញហើយតើការដើរចេញវាធ្វើឲ្យបែកបាក់សម្ព័ន្ធភាពហ្នឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិរួចបាត់ហើយដូច្នេះតរតែគណៈបកទាំង5ហើយនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពបើថ្ងៃក្រោយមានទៀតលុះត្រាណាតែគាត់បង្កើតឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងតរតែមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពយើងលើកឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានមួយអញ្ចឹងអ្នកណាដែលចង់ធ្វើជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានហ្នឹងមកពីបកដែរក៏បានដែរឲ្យគាត់ដាក់ឈ្មោះជាបេក្ខជនទៅហើយធ្វើការប្រកួតប្រជែងតាមរយៈការបង្កើតនៃគោលនយោបាយការពារដេញដោលគ្នាហើយដូចជាការប្រកួតប្រជែងតឹងរឹងមួយនៅផ្ទៃក្នុងណាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលឃើញថាអូពិតជាបុគ្គលដែលមានចំណេះដឹងមានជំនាញនិងចំណេះច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺពិតជាស័ក្តិសមធ្វើជាប្រធាននៃលេខាធិការដ្ឋានឬក៏ក្រុមដឹកនាំសម្ព័ន្ធភាពអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបើមិនធ្វើបែបហ្នឹងទេបែងចែកទៅតាមគោលការណ៍ក្នុងនាមជាប្រធានបកនេះប្រធានបកនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាសម្ព័ន្ធភាពនេះมันមានអាយុវែងទេហើយវាងាយក្នុងការបែកបាក់មែនទែនហើយបើសិនជានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅឆ្នាំ2027 2028ក៏ខ្ញុំជឿជាក់ថាសម្ព័ន្ធភាពនេះគឺងាយនឹងបែកបាក់ដោយសារតែมันមានគោលការណ៍រួមមួយដែលឯកភាពចេញពីគណៈបកទាំង5ឬក៏សមាជិកនៃសម្ព័ន្ធភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសិនជាអាចធ្វើអានឹងបានលូត្រាណាតែមេដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងកុំគិតថាតើតែខ្លួនមានអធិបុលនិងអំណាចនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពហ្នឹងទើបរួមអានឹងទើបអាចមានសង្ឃឹមហើយគួរតែផ្ដល់ឱកាសទ
từ ao bờ quạt mình men chi bật thiên tạ cái đôi quạt mình men chi thạ đắk nông cái đôi tai bờ sinh chi miền bắc phù na đại miền sắc ra phù ai đắk nông cầm nẹp chi thập tai thằng bán cua tai bị chà na nơi trong cả bắc lùm hồ ở miền cà chua rum bị cướp phía kia thì có cướp trung tri thằng ao hay hay cả bài bài bích chấm chưa chẹt tha có ai đang miền cả đại bạn vô bài xây xây tiệt đài mình toàn ban sổ đại chất châu tây không sổ quan nam muối có quạt đang thôi cả bị chà na tha cua tại châu rum chửi muối đang cầm sổ quan đặc hiệp như đài đang bay cùng rừng này ẩm na chia thập tay đang bay bắc quân bị chen chửi muối đang cả đại bạn cả năm nay đi về bạch bản đài cầm pung tại miền đất phố khang này không bắt tay được chứ này bờ sân chia than đặc hiệp này cả hiệp chấm cu cá ruộng rồi bao cầm nè chia thập tay mình miền hiệp bạc loa mình hiệp rừng mòn thế trong chưa chạy thà sầm quan hiệp này du mình chặt thế nên ai miền cả bảy bạc bờ sân chia mình miền cả hiệp chia ai cái chăn pi sầm chặt tất cả thằng bạn lúc xây dựng chiết lúc đang sập hỏi thà khán bạn này vô bài sập thằng này cứ rong nở hạn để pay này cả bắt đằng bắt đầu đối thà cana để dây ở với có cha cầm có nẹt tam đàn rồi bao lâu con sáng nó đăng bà này để dây sấy có bắt đăng thưa ấy có bắt đăng chẳng đối thà rụp cana bạn này vô bài thằng ốc cứ thà chi diêm bị giật bị cháy này không cá này dây này không cá thưa sự cầm ở phía đây sao ta cana bạn chỉ chốn bán miền phía này không cá bắt đăng sấy có bắt đăng bà này đối với thà ta cana bạn cái loại thà bị bán nó trời riệp chấm luôn là biệt mấy trời miền chút là sao mấy đầm bay chia phớt pia han để phơi này cả bắt đăng rồi bảo cana bạn chỉ chốn Campuchia bà luộc xịt xịt. Sự đáp chém vô tha ti muối cứ phục quạt tay tay bắt cái cô cá hay dừng tiếp chấm ao miên cầm đặt nón muối bắt lót để quạt mình miên cho chúng pẹt chúng muối nâng pành hai cái lò màu. Giờ khơi dây tha bộc cô này nông bạn này vô bái phía trên để quạt cho pành hai pẹt con chúng muối nâng cao phát đăng lấy mình men phía trên phát đăng trên pì sẽ cam một hiệp này không ca ăn được quạt tây không bạc quạt này cứ bẹp con chỉ mới nâng pành hai hàng khay đôi chia ca trên say mình miên sạch lôi vậy chẳng cái hay có miên ca nước lai mà chuẩn luôn hay chúng chưa chạy tha pành hai tầng ăn bờ sân chỉ miên cô ca ai gặp hiệp tây không muối chỉ bạc lo hay miên sơn lật hoa này không ca nước lai bị pành hai bị chôm hay điệp chấm ở miền chủ tịch sa ba lót chấm chưa chạy tháp bánh hà tạo thắng ai đó sai ban này có vấn đề trong mưa tha cái nạp bạc cây rập tháp bị bao chìm xét cứ không đẹp chia tháp tay hạ bay đôi chia mình toàn miền cù ca rùm lại hay chìm xét trong khơi miền tây cả đạt mà sập trên pi sẽ cây bậc ca này ca chụp bánh sầm quan tập hiệp bản thay tam bây giờ cái nạp bạc campuchia dùng đắng á có vấn đề như ngặt ban đăng tha tá ở với đại nơi pi hàng cày này cách bị phiền xa là bọc rộng phục quạt tai phục quạt về đại châu thôi ca rùm kia nắng tai quạt miền ai cả xa na cho bạn lo tết thả phục quạt cứ chia crom nè vô bài đại bạc căn này cô ca rùm đấy mình miền chết tân an nam huế đầm bay kênh bẩn lắm nghĩa được có thuê ca tiên dọc họ bây giờ thì riêng luôn tam thì sẽ cảm ơn riêng riêng luôn đây chẳng chỉ đáng mất này từ trên này toa tài dương bằng hai kia smart trang từ dương ai đó sai bằng hai bàn hay là không tập tập hiệp này cứ cho mơ khơi tha bộ quát của tại đó tên hay mình ai không chạm tê hay bởi sân chia crom nè chia thập tay bất chia trong thuê ca co sang cầm lăng vô bay muối đầm bay bị chênh chỉ mới nên cái nạn bạc cam năm nay như pe bạch bón đánh cua tại chấp đại bị pe lấy bị pro quát miên bảo cát trầm tại pi pon mà phay trầm pi pon mà phay vừa muối từ trước đấy pi pon mà phay trầm pi pon phay vừa muối đánh bởi sân này dương mưa tất tuy năm này cứ lươn mệt tèn phục quát xong bay tại riệp luôn hay nên riệp chom thanh ca dù được sa dạ pe clay dạ pe mình xung nhưng mình ban như vậy đó dạ pe với nhé cổ của bạn nên không ca thì tại hay bởi sân chia mặt ngay mình toàn miên ca ai hiệp rồi còn mình toàn miền chắc không bị say na mùi chụp bát loa này không cả chụp rồi ao sầm pon đặc hiệp này miền cầm lăng cầm quan luôn hay được xem bài chạy chân thà nhóm trong khơi nẹp chia tập tay bùng rôm xa xa kia có vận tay bật tam bay đè rụp hiệp để dưới bàn khơi này về quan tay chịu rụp hiệp bắt về miền cầm na mùi để vừa ao dương mưa khơi thà sầm pon đặc hiệp này ai cả trên bàn đòi rồi luôn hai miền cầm lăng khang khla cướp con được không cả tổ quốc trên chỉ mới nên cả đại bạc cả năm nay trở lại thì
ហើយសម្លឹងមើលគណៈបកនយោបាយណាដែលគាត់មានភាពច្បាស់លាស់មានគោលជំហររឹងមាំនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកម្មាណាចហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនគួរធ្វើការជ្រើសរើសយកមេដឹកនាំទៅតាមការគាំពៀដោយប្រើអារម្មណ៍នោះទេគួរប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងពិនិត្យមើលថាតើបុគ្គលដែលយើងគ្រប់តរដើម្បីឲ្យពួកគាត់ខ្លាយទៅជាតំណាងសម្រាប់ប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកម្មាណាចឬក៏គណៈបកនយោបាយដទៃហ្នឹងតែគាត់គួរមានគេហៅថាលក្ខណ
hay ca quan tro nam muối có dương tới tệ bị nứt mơ từ lời tất tập hiệp lời chấp tha ta ca quan tro bỏ dương chấm cua cái nạp bạn vô bài nam muối ta cái nạp bạn tập ăn phía miền chấm nói với chấm miền trong na để dương tới quan tro hay chấm nói với chấm miền vài na để dương tới tập quốc quan bây giờ quốc quan cai bờ sân chia phụ quạt mình cài đấy dân cua tại đọt luôn vì pro ca đại phụ quạt mình cài chúng tôi ở bên chấm biến cứ ca chúng tôi chặt phần dưới hai bên đôi chỉ dương do cầm bớt từ từ lẽ châu không từ lẽ hãy cho bàn tắt ở việc play chẳng việc tờ bụi tì được chưa đấy ca phu sạch đây sầm rách ở bao dương không niêm chia mình trai nó cứ đa tu thời kỳ sầm khám á hai dương có từ prap từ nẹn vô bài đại dương sầm lạnh đặt ở tháp phụ quạt từ tại bằng hai ở bàn chấm loa này cô vô bài thì cô chủng hôn này không ca đọc sai bánh hà xung cung bánh hà vô bài bánh hà sở đề kênh bánh hà nị tế rốt cả ảnh vật chứ bác được có bánh hà phải chôm xem xây tiết đại cổng bông miên này không xung cung hoàn dương này hai bờ sân chỉ phụ quạt mình ai thôi bàn thế dương tạp phụ quạt ai xung ra tới đầm bây tốt ọc ca ai nẹ đại kê miên xả bạc tập hiếp đặc nóm nẹ chia thập tay hai dương có trời phơi chỉ nẹ khlo mơ tẹp con chữ môi nên cả ảnh vật